Chỉ cần nắm lá, tiễn biệt bệnh viêm xoang, nhức đầu sổ mũi, dạ gì mà không chịu thử. Bị viêm xoang dù có nặng đến mấy, hay bị những cơn đau đầu, sổ mũi hành hạ mỗi khi thời tiết thay đổi, thì các mẹ chỉ cần lấy một nắm lá này mà dùng, đảm bảo hết ngay tức khắc. Viêm xoang là một căn bệnh khá phổ biến, nó khiến người bệnh mệt mỏi, khó chịu, đặc biệt là khi thời tiết bất chợt thay đổi như những ngày qua. Những cơn đau đầu dồn dập, những trận hắt hơi, sổ mũi liên tiếp. Nhiều người sợ rằng liệu có phải sống chung với căn bệnh này cả đời. Theo y học dân gian, có một bài thuốc trị được dứt điểm viêm xoang, các cơn đau đầu hoặc hắt hơi sổ mũi, nhất là vào những ngày trời trở lạnh. Bài thuốc trị viêm xoang này có thành phần chính là lá lốt. Từ xưa, ông bà ta đã biết dùng lá lốt để chế biến thành nhiều món ăn ngon như canh lá lốt, chả lá lốt, vừa ngon lại vừa rất có lợi cho sức khỏe của cả nhà. Bài thuốc trị dứt điểm viêm xoang bằng lá lốt. Hái một nắm lá lốt, rửa thật sạch với nước muối loãng, rồi vo nát, nhét vào lỗ mũi. Cứ làm như vậy với tần suất 1-2 lần trên một ngày, làm liên tục hàng ngày tới khi khỏi hẳn. Nếu bạn chăm chỉ làm hàng ngày đều đặn, chắc chắn chứng viêm xoang, đau đầu, chảy nước mũi sẽ nhanh chóng giảm bớt, rồi từ từ hết dần và không còn hành hạ bạn vào những ngày đông hanh khô, giá lạnh nữa. Một số bài thuốc trị viêm xoang hiệu quả khác nếu nhà không có lá lốt: củ tỏi, mật ong. Đem tỏi giã lên nước rồi hòa với mật ong, lượng mật ong gấp 2 lần lượng nước tỏi. Người bệnh rửa sạch mũi bằng nước muối rồi lau khô. Sau đó dùng bông nhúng vào dung dịch mật ong trộn tỏi rồi nhét vào trong lỗ mũi, làm 3-4 lần trên một ngày, thực hiện trong vòng 1 tuần là đỡ hẳn. Hạt lạc. Lấy khoảng 7-9 hạt lạc bỏ vào một hộp sắt, đậy kín miệng hộp lại bằng giấy, chọc một lỗ nhỏ, đặt hộp sắt lên bếp và dùng khói bốc lên từ lỗ nhỏ để xông mũi. Mỗi ngày chỉ làm một lần, kiên trì làm trong 30 ngày, bệnh sẽ đỡ hẳn. Rau ngô, đường, quy vỉ. Chuẩn bị 120g rau ngô tươi, 30g đường quy vỉ. Rau ngô phơi khô rồi cắt thành đoạn nhỏ chừng 1cm. Bỏ dương quy vỉ vào trong nồi, mang rang sơ, sau đó đem cắt thành sợi nhỏ. Trộn chung hai vị thuốc này lại, bỏ đựng trong bình kính. Sau đó, bạn dùng một cái tẩu mới, bỏ thuốc vào, hút như hút thuốc lá sợi. Thực hiện 5-7 lần trên một ngày, chỉ cần làm trong vòng 2 tuần sẽ thấy rõ hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm loại rau ngon ngọt nhưng tuyệt đối không được ăn lẩu, kẻo sinh sản chất kịch độc như thạch tím, có thể gây chết người như chơi. Hôm qua nhà em ăn lẩu bò giã ngán sau Tết, tiện có mấy mớ mùng tơi tươi ngon mập mạp, lại là đồ sạch đem từ quê lên, thế là đem ra nhúng lẩu ăn. Ai dè ăn xong cả nhà cùng bị đầy hơi, trứng bụng khó tiêu. Nhà em cẩn thận lắm, rau thịt đều có nguồn gốc đảm bảo mới dám mua về, thế mà không hiểu sao lại ẩm ạch bụng dạ. Em bèn lên mạng tìm hiểu thử thì đọc được bài này, thấy hết hồn các mẹ ạ. Hóa ra không phải rau gì cũng đem đi nhúng lẩu được, may mà nhà em chỉ bị qua la. Em còn đọc thấy có vụ hai bệnh nhân phải vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng méo miệng, sưng hai má, không nói được do ăn lẩu, ăn phải rau độc. Các mẹ cùng tìm hiểu kỹ và ghi nhớ để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé. Sai một ly, lại đi một dặm thì khổ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, việc ăn nhiều loại rau xanh khi ăn lẩu sẽ giúp cơ thể giải nhiệt, trừ nóng và giải độc, đồng thời làm tăng mùi vị của món lẩu. Tuy nhiên, chúng ta thường tùy hướng theo khẩu vị để chọn rau mà không biết rằng có những loại rau không nên phối hợp với nhau khi ăn lẩu, bởi chúng có thể sản sinh ra các chất độc gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ngoài việc nên chú ý mua những loại rau có nguồn gốc rõ ràng, sạch sẽ, thì cách kết hợp rau với từng loại lẩu cũng rất quan trọng. 1. Lẩu bò không ăn với rau mồng tơi. Lẩu bò tuyệt đối không ăn kèm rau mồng tơi vì sẽ gây đau bụng, khiến bụng đầy hơi khó tiêu, thậm chí táo bón. Nấu lẩu bò không thể thiếu rau cải thảo, rau cải xanh, rau cần,
khế chua và một số loại nấm. 2. Lẩu hải sản không ăn với cà chua. Lẩu hải sản nên kiêng toàn bộ những rau quả giàu vitamin C như cà chua, chanh, bởi khi hải sản, nhất là tôm, kết hợp với những trái cây, rau ăn lẩu giàu vitamin C thì arsen pentavalin có trong hải sản sẽ chuyển hóa trở thành arsen trioxide mà dân gian thường gọi là thạch tím, có thể gây ngộ độc thạch tím cấp tính, thậm chí nếu nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Với đặc tính là món tanh, lẩu hải sản cần có các loại rau như rau muống, rau cần, cải ngồng, hành tươi, các loại rau thơm, dứa. 3. Lẩu gà không ăn với rau kinh giới. Lẩu gà tuyệt đối không được ăn với rau kinh giới, bởi theo đông y, thịt gà thuộc phong mộc về tạng can. Kinh giới lại có vị cay, tính ấm, khá kết khí, ngăn không cho phong khí tụ, hạ ứ huyết. Kết hợp hai thứ này sẽ gây ra chứng chóng mặt, ù tai, hạt run rẩy toàn thân, ngứa ngáy vùng đầu não. Lẩu gà nên ăn với rau ngải cứu. Loại rau này không chỉ tốt cho sức khỏe, giải được nhiều độc tố, mà khi dùng chung với lẩu gà sẽ rất thơm. Ngoài ra đi kèm với món lẩu gà còn có rau cải xanh, rau đắng, rau muống, bắp chuối. 4. Lẩu riêu cua, kỵ cần tây, khoai lang. Lẩu riêu cua tuyệt đối không ăn với rau cần tây và khoai lang và khoai tây. Cua ăn chung với cần tây sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu protein của cơ thể, còn khi ăn chung với khoai lang, khoai tây dễ gây sỏi trong cơ thể. Nên ăn lẩu riêu cua kèm với bí đao, hoa chuối thái nhỏ và các loại rau thơm. 5. Lẩu thịt dê kỵ giấm. Ăn lẩu thịt dê tuyệt đối tránh không ăn kèm giấm, vì giấm sẽ phá hủy làm giảm bớt những thành phần dinh dưỡng quý nhất ở thịt dê. Lẩu thịt dê nên ăn với củi sen, khoai môn, nấm mèo, tiết tô, măng chua. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bầu liệu mà tránh cho xa, kẻo tự mình làm hại đến con. Mang bầu, mẹ hãy nói không với những món này nhé. Khi mới mang thai, mẹ nên nói không với những thực phẩm chiên rán, đồ ngọt và gan động vật. Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy, để sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, thông minh, bà bầu nên chọn lựa những loại thực phẩm tốt cho bé và tránh xa những đồ ăn có hại dưới đây. Đồ chiên rán. Trong đồ chiên rán có chứa một lượng nhất định phèn chua, mà phèn chua chứa nhôm, một chất vô cơ. Nhôm có thể xâm nhập vào não của thai nhi thông qua nhau thai. Nếu ăn nhiều, lượng nhôm tích lũy sẽ lớn, làm cho não thai nhi kém phát triển, tăng nguy cơ bệnh đần độn. Đồ uống chứa caffeine. Một số đồ uống có chứa 2,4% đến 2,6% caffeine và hàm lượng các chất kích thích khác. Một số thai phụ sau khi uống đồ uống này bị buồn nôn, đau đầu, tim đập nhanh và các triệu chứng ngộ độc khác. Các phản ứng này ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trái tim, não, gan và các cơ quan quan trọng khác của thai nhi. Kết quả là em bé sinh ra dễ bị các dị tật bẩm sinh. Trà. Phụ nữ mang thai không nên uống quá nhiều trà. Chất theophylline trong trà có thể kích thích đến chuyển động của thai nhi, thậm chí gây nguy cơ cho sự phát triển của thai. Gan động vật. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mẹ bầu tiêu thụ quá nhiều gan động vật trong thời kỳ đầu mang thai có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của em bé trong bụng. Nếu phụ nữ mang thai ăn quá nhiều gan động vật, đặc biệt là khi dùng các viên thuốc bổ sung sinh tố khác, lượng vitamin A được đưa vào cơ thể sẽ quá nhiều, ảnh hưởng xấu đến thai nhi, thậm chí gây quá thai. Ngoài ra, gan là bộ máy giải độc, là kho chứa chất độc lớn nhất trong cơ thể động vật. Một số chất độc đó khi ăn vào có thể ảnh hưởng xấu đến mẹ bầu và em bé. Thực phẩm dễ dị ứng. Khi mang thai, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý đến việc ăn uống, nhất là khi ăn những thực phẩm lạ mà cơ thể dễ bị dị ứng.
Với bất cứ món ăn nào lạ, mẹ chỉ nên ăn một chút để thử phản ứng của cơ thể trước. Với những thực phẩm mà mẹ đã bị dị ứng trước đó, tuyệt đối không nên cố gắng ăn, bởi khi cơ thể bị dị ứng sẽ sản sinh ra một loạt các chất có hại cho bào thai. Khi cơ thể bị ngứa, phát ban, đau bụng, tiêu chảy, mẹ cần dừng sử dụng thực phẩm ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa. Với bất cứ thực phẩm nào đã từng khiến mẹ bị dị ứng đều không nên ăn khi mang thai. Giấm và thực phẩm có tính axit. Quá nhiều giấm và thức ăn có tính axit là một trong những thủ phạm gây ra dị tật. Đặc biệt là hai tuần đầu của thai kỳ, rất nhiều loại thực phẩm có tính axit có thể gây mệt mỏi, yếu kém. Sử dụng thực phẩm có tính axit trong thời gian dài không chỉ khiến người mẹ bị mắc những căn bệnh nhất định, mà điều quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển bình thường của thai nhi, thậm chí có thể dẫn đến dị tật thai nhi. Thức ăn sông khói, nướng. Các thực phẩm loại này phải dùng gỗ, than làm chất đốt để chế biến. Nhiên liệu đốt lên sẽ tán phát ra một loại chất độc làm ô nhiễm các thức ăn được sau nướng. Chất độc này có thể gây ra ung thư. Cứ mỗi ký cá sông và thịt nướng có tới mấy chục mg chất độc này. Cứ mỗi kg bánh thịt nướng có 79mg chất độc. Đồ ngọt, đường, kẹo. Mặc dù đồ ngọt rất hấp dẫn với mẹ bầu, nhưng trong 3 tháng đầu và cả thai kỳ, chị em nên nhịn ăn để có sức khỏe tốt nhất. Mẹ bầu ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến tăng cân nhiều, dễ gây tiểu đường thai kỳ và thậm chí lượng đường dư thừa sẽ tiêu thụ canxi, khiến mẹ bị thiếu canxi, ảnh hưởng đến sự phát triển xương và răng của trẻ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cẩn thận khi dùng khẩu trang y tế, chúng có thể hủy hoại khuôn mặt bạn. Những chiếc khẩu trang y tế siêu rẻ trên thị trường hiện nay dù ghi nhãn mác nước ngoài nhưng đều xuất xứ từ các xưởng gia công không qua kiểm định chất lượng. Khẩu trang y tế dường như đã trở thành vật dụng không thể thiếu của nhiều người mỗi khi ra khỏi đường. Có thể dùng để che bụi, che nắng hoặc ngăn những mùi khó chịu. Nhất là những chiếc khẩu trang y tế dùng một lần thì càng được ưa thích vì chúng có thể dùng một lần rồi vứt mà không cần phải giặt. Hiện nay, những chiếc khẩu trang này được bán trôi nổi trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau từ 25 đến 15.000 đồng một hộp 50 chiếc. Nhiều hàng rong ven đường cũng đã chuyển ra kinh doanh mặt hàng này. Theo điều ghi trên hộp thì hầu hết các khẩu trang đều ghi xuất xứ là Made in Việt Nam hoặc Malaysia. Với nhiều mức giá như vậy thì chủ cũng đã bật mí rằng hàng 40.000 đồng dùng tốt hơn. Còn những hàng từ 15 đến 25.000 đồng thì là hàng sản xuất tại Trung Quốc và không đảm bảo về chất lượng. Đầu mối nhập về chỉ biết mua lại và bán. Thông qua phát hiện khẩu trang 3 lớp lọc, 90% chất bẩn và khí độc hại, nhưng không có ngày sản xuất cũng như số lô hay cơ sở sản xuất. Nhiều người đã tin rằng có thêm lớp than hoạt tính giúp tăng tính năng lọc bụi với giá 50.000 đồng. Nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra hàng trăm nghìn để mua vài hộp về bán và dùng dần. Một trình dược viên cho biết, khẩu trang được nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản về thật sẽ được dệt bằng 3 lớp vải và được tiệt trùng kỹ càng. Nhưng khẩu trang giá rẻ trên thị trường hiện nay dù ghi nhãn mác nước ngoài nhưng đều là xuất xứ từ các xưởng gia công không qua kiểm định chất lượng trà trộn vào thị trường. Chị Hà, 31 tuổi, nhân viên sale tại một công ty ở Hà Nội, chia sẻ, từ khi sót loại khẩu trang dùng một lần giống như các sao Hàn Quốc đang dùng, mình cũng mang hộp khẩu trang y tế mua ở Phạm Văn Đồng về dùng thử. Ban đầu cũng tự tin lắm vì chị bác hàng nói là hàng Nhật nên an toàn về chất lượng. Nhưng khi kiểm tra thì thật sự rất sốc, bên trong là một lớp giấy vệ sinh mỏng. Điều chị Hà bức xúc hơn là trong thời gian dùng mặt chị xuất hiện nốt ngứa và mụn. Không chỉ bán trôi nổi ở các ven đường vỉa hè, những loại sản phẩm giá rẻ này còn được bán online tràn lan trên các trang mạng điện tử. Thông qua về loại khẩu trang này càng trở nên rầm rộ hơn khi một bạn trẻ đăng trên trang cá nhân của mình tấm ảnh gương mặt bị nổi mụn rất nhiều
có chỗ còn lửa lét khi sử dụng. Hình ảnh này ngay lập tức được cư dân mạng quan tâm, chia sẻ và bày tỏ sự e ngại đáng kể. Bác sĩ Lê Huỳnh Mai, trưởng phòng quy hoạch tổng hợp Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, hầu hết các loại khẩu trang bán ở vỉa hè được may từ chất liệu trôi nổi, chưa qua khâu xử lý vô trùng, có thể chứa cả ổ vi khuẩn trên đó, nặng hơn có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Bác sĩ Mai lưu ý, khẩu trang than hoạt tính có mùi hôi là do cơ sở sản xuất sử dụng keo để phun cố định các hạt than hoạt tính. Chính những hạt keo khi bao quanh các hạt than sẽ làm lớp than mất tác dụng. Còn khẩu trang diệt khuẩn có nhiều kích cỡ khác nhau, ôm gọn được vùng mũi miệng, ngăn được các tác nhân gây bệnh có kích cỡ từ 1 đến 10 dm. Loại này được nhân viên y tế và người chăm sóc bệnh nhân sử dụng, chỉ dùng một lần và tiêu hủy theo chế độ rác thải y tế độc hại. Để tránh loại khẩu trang kém chất lượng gây dị ứng da, các trình dược viên tại một số nhà thuốc Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua hàng vì sự an toàn cho chính mình. Đừng vì ham rẻ mua khẩu trang tiền nghìn rồi mất tiền triệu cũng không chữa hết bệnh. Nên mua khẩu trang y tế ở các cơ sở y tế chất lượng, không nên mua trên các trang shop online không có chất lượng đảm bảo. Cách nhận biết khẩu trang thật là phần giấy than sẽ dai và không thấm nước, vo mạnh không rách. Cách chọn khẩu trang y tế, nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó phân biệt bởi thực chất chúng ta cũng không phải là dân trong nghề. Thế nhưng chỉ cần ngâm vào nước thì thật giả sẽ hiện rõ ngay trước mắt. Cụ thể là khẩu trang thật sẽ không bị thấm nước, khẩu trang giả sẽ bị ngấm nước và ướt ngay. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.